Hôm nay tôi được test map mới trong Valorant cùng với lại các anh em streamer. Ôi chết rồi, cái này có súng giật không? Sao tiệt lên? Surprise motherfucker. Cái mày lạ này. Ui. Ai à? Sau lưng kìa, sau lưng kìa. Em mệt vậy. Em biết, không biết. Nằm AB, nằm AB, chắc chắn luôn. Hey, có đẩy mà. Bắt nào. Điều nào? Đứng nhảy. Lạc rồi. Đây. Thì sau một khoảng thời gian chơi cái map đó, tôi nhận ra là Valorant nên đổi tên map. Thay vì là Abyss thì đổi tên thành Người Rơi. Tại vì đầy. Ôi, trời ơi. Em quên mất có cái vụ rớt rớt. Anh em ơi, đi mít cái chừng té nha. Một Hana từ đằng sau. Còn Hana nữa. Hana bên phải. Cố lên anh ơi. Last player standing. Tao đéo biết góc này đâu. Spike down mid. Tao lạc. Đang để phi vô an lần ơi. 10 seconds later. Smoke sớm mọi người. Trời ơi. Ủa? Ai ra ngoài được thì ra chứ Brick còn tí ạ. Brick còn tí phải chia nhau ra. Brick CT à? À hết rồi. Last player standing. Nhiều hơn quá chứ. Ôi rồi, đi. Cái ulti nó đẩy ra. Hey man. Các tưởng không, Một phải. Rồi một phải, hai phải luôn. Có khi hai phải. Cuối của thi đi, bò dọc cái miếng nha. Gỡ đi. Gỡ đi, một người gỡ. Chinh cao. Chưa 26, gỡ được. Hay. Hay quá Ken ơi. Trời em rén muốn chết luôn. Em nãy giờ bị bắn đầu mà em rén muốn chết luôn. Hay. Không được rén. Ok, rén. We know the drill. Yeah, có một Rita 3. Ôi. You're juicy. Rồi. Oh no, I'm sorry. Lỗi gì? No. I smell ha, một window một ở đây. Đâu á? Đây, hai người đây. Hai anh em ở window luôn đây. On bomb. Coi góc này. Coi góc này game ở đây cứ report cứ ở đây thôi. Phải đéo biết ở đâu. Không hề biết ở đâu. Report. Và sau một khoảng thời gian cực lực, chúng tôi đã cố gắng hết mình, bắn và làm rất là nhiều thứ và cuối cùng là chúng tôi thua. Bà đích hay mắc lắm. Your duty is not over. Ôi. Hey. Rim có lại up đi. Nó có lại up đi, gỡ. Vô phải chạm sớm á, không là anh cứt á. Lửa luôn rồi. Bắt được luôn rồi, lửa luôn rồi. Ken gỡ, Ken gỡ. Gỡ được. Ken, một móc đi. Prepare for hellfire. Ôi, trời ơi. Tháp rồi. Revealing area. Chắc chắn, gỡ luôn. Ôi, này trời. Trời, móc luôn. Ai ơi. GG. Hey.